33 tuổi cháy nhà. Này ông, làm cái gì vậy? Không thấy tôi đang nằm đây à? Ôi trời ơi, hóa ra là một ông mù. Tôi xin lỗi. Mà sao trời sắp tối rồi, anh lại nằm ở đây? Cái gì? Ông mù mà sao lại biết trời tối? Chuyện đó dễ thôi mà. Thế sao giờ này mà anh vẫn nằm ở đây? Tôi khổ lắm ông ạ. Đầu tắt mặt tối suốt ngày mà mãi chẳng sướng lên được. Căn nhà thì ngày càng ngày tồi tàn. Giờ tôi chẳng muốn về nữa. Không biết bao giờ tôi mới thoát được cái kiếp sống nghèo khổ thế này đây. Ta thấy anh cũng không vất vả đâu. Đến tầm 30 tuổi anh sẽ trở nên khá giả đấy. Người ta nói tam thập nhi lập mà. Thật sao? Bây giờ mình ăn uống kham khổ vậy, chắc chắn sau này sơn ngào hải vị cái nào chẳng có. Trời ơi, năm nay mình 33 tuổi rồi mà chẳng thấy sung sướng gì cả. Nếu như theo lời ông lão nói thì giờ này mình phải giàu có lắm rồi chứ. Con có chuyện gì buồn hay sao mà mặt mày sầu não vậy? Dạ, có một ông lão nói số của con đến năm 30 tuổi sẽ rất giàu và sung sướng. Nhưng con chẳng thấy gì cả. Thậm chí con còn khổ hơn nữa. Thưa thầy, có phải là con người thực sự có số không ạ? Đúng vậy. Vậy thì thầy có biết cái số của con nó thế nào không ạ? Có phải cái số của con là suốt đời phải chịu nghèo hèn đúng không ạ? Con hãy đưa bàn tay của con ra xem. Con có nhìn thấy không? Cái đường xiên xiên này biểu thị cho sự nghiệp. Cái đường kẻ ngang này tượng trưng cho tình duyên. Còn đường gần như thẳng đứng này tiêu biểu cho sức khỏe, hay còn gọi là sinh mệnh. Cái đường mờ mờ kia là đường giàu sang phú quý đấy. Nó sẽ rõ dần lên theo con đấy. Dạ, con nhìn rõ ạ. Giờ con hãy nhẹ nhàng nắm bàn tay của mình lại. Dạ, nắm làm gì ạ? Thì con cứ nắm vào mà nắm thật chặt nha. Vậy con nói xem, giờ mấy đường chỉ tay kia đang nằm ở đâu? Dạ, những đường chỉ tay... Những đường chỉ tay của con có chạy ra ngoài không? Dạ, nó vẫn nằm trong tay con ạ. Con thấy không, số phận của con người không phải là nằm trong lời nói của người khác, mà nằm trong bàn tay của chính mình. Dạ, bây giờ thì con đã hiểu rồi ạ. Con cảm ơn thầy. Lời dạy cuối cùng. Các con theo ta học đã lâu, giờ đều đã trở thành những chàng trai học rộng hiểu nhiều. Ta hy vọng các con sẽ trở thành những người có ích, không uổng công ta dạy dỗ bấy lâu. Chúng con cảm ơn thầy.
chúng con sẽ không bao giờ quên công lao dạy dỗ của thầy, sẽ cố gắng trở thành những người có ích. Mong thầy luôn giữ gìn sức khỏe ạ. À. Ba chàng trai sau khi từ biệt thầy giáo, mỗi người ra đi tìm cho mình một con đường riêng. Chàng thứ nhất theo nghiệp thầy, trở thành một thầy đồ có tiếng, nhiều học trò theo học. Chàng thứ hai theo đường quan trường, giờ đã trở thành một vị quan thanh liêm, được dân chúng yêu mến. Còn chàng trai thứ ba giờ đã trở thành một võ tướng văn võ song toàn, nắm trong tay cả ngàn quân. Tuy mỗi người một nơi, nhưng cả ba vẫn thân thiết như xưa, thường xuyên thư từ. Rồi một ngày, thưa đại nhân, ngài có thư khẩn từ Hoàng Dương tiên sinh. Thư khẩn, mau đưa ta. Trời ơi, nguy rồi. Ở cấp báo, thưa tướng quân, người có thư khẩn từ Hoàng Dương tiên sinh. Hoàng Dương huynh sao? Không lẽ có việc gì rồi? Bấy đâu, chuẩn bị ngựa cho ta. Đại huynh, tiểu đệ về rồi đây. May quá, hai đệ kịp về tới rồi. Ta mới nghe tin sáng qua, vội viết thư cho hai đệ. Chúng ta mau đi thôi. Thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi, chúng con về rồi đây. À, các con lại đây. Thầy thấy trong người sao rồi ạ? Ta chắc không còn được bao lâu nữa. Ta rất tự hào vì có được ba người trò kiệt xuất như các con. Này, ta chỉ còn mấy điều muốn dặn dò. Các con hãy nghe cho thật kỹ. Thầy ơi, xin thầy cứ dặn dò, chúng con không dám trái lời đâu. Các con hãy nhớ, đi qua quê hương phải xuống xe đi bộ. Các con có biết không? Con biết rồi ạ. Qua quê hương phải xuống xe, không phải là muốn nói không nên quên tình cảm cố hương ư? Ừ, đúng rồi. Vậy khi đi qua những cây cầu gỗ lớn, cần bước từ từ. Các con hiểu chứ? Con biết ạ. Qua cầu bước chậm, ý muốn nói phải kính lão tôn hiền phải không ạ? Các con giỏi lắm. Các con nhìn vào trong miệng ta xem, đầu lưỡi có còn không? Dạ còn ạ. Ừ, nhưng sao thầy lại hỏi vậy ạ? Ừ, thế các con có thấy ta còn chiếc răng nào không? Dạ, chẳng còn chiếc răng nào cả. Các con có hiểu ý ta muốn nói gì không? Dạ, ý của thầy là... Thầy ơi, lưỡi còn phải chăng vì nó mềm mại? Còn răng gãy hết, không phải vì nó quá cứng đó sao? Rất đúng. Việc trong thiên hạ, cách thức xử thế đại nhân cũng nằm trong đạo lý đó. Bây giờ thầy không còn gì để dạy cho các con nữa rồi. Thầy ơi, thầy ơi! Vật mềm mại không thể đứt đoạn, vẫn khô cứng không chắc giữ được bền lâu. Vì thế mới có câu dùng nhu thắng cương là vậy. Trong cuộc sống của chúng ta cần phải cương nhu tùy lúc, tùy việc mà vận dụng, mới có thể lập nên sự nghiệp cho riêng mình. Tình bạn nhỏ bé. Cậu kia, mau vào đây, trốn đi chứ. Hả? Sao phải vậy chứ? Nó kìa. Ôi, sao cậu lại tài giỏi như thế? Con chim đó chẳng làm gì nổi cậu, nên đã phải bỏ đi kìa. Cậu thấy không? Vỏ của tớ rất chắc chắn và an toàn đúng không? Ôi, tuyệt quá! Mình ước cũng có một cái vỏ như vậy. Sao cơ? Cậu cũng muốn có một cái vỏ trên lưng hả? Việc đó cũng không khó lắm đâu. Mình biết một bãi cát gần đây có nhiều vỏ ốc lắm đấy. Thật không? Ốc sên, cậu chỉ cho mình với.
cậu chọn lấy một cái mà dùng, ở đây có nhiều lắm. Hay quá. Những cái lông xinh đẹp của mình. Ôi, tấm áo giáp mới của mình. Hay cậu thử vỏ ốc này đi. Ôi, cái vỏ ốc ấy quá nhỏ đối với tớ thì phải. Cái vỏ ốc này to hơn nhiều đấy. Ây chà, chỗ này cũng thoải mái lắm. Chúc mừng cậu. Thế là từ nay cậu không còn phải sợ mấy con chim kia nữa nhé. Ha ha, cảm ơn cậu. Trời ơi, thế này thì làm sao mà về nhà được? Những cái lá non của tôi ở tít trên ngọn cây cao kia cơ. Đói quá, mệt quá, nặng quá, mình không thể nào trở về ngọn cây. Phải làm thế nào bây giờ? Mình không thể bỏ lại chiếc áo giáp này. Trời ơi, một con chim nguy hiểm. Làm sao phá được nhà của ta cơ chứ? À! Ôi, không xong rồi. Ồ, những chiếc lông nhọn của mình chính là thứ vũ khí tuyệt nhất dành cho mình rồi. Dù đã vất vả khổ công mang vác cái vỏ an toàn như của ốc sên, nhưng cuối cùng cũng chẳng giúp được gì. Hóa ra biết sử dụng và phát huy những ưu điểm vốn có của mình mới là tuyệt nhất. Phù thủy tham lam. Ba đã về, ba đã về. Ba ơi, hôm nay ba có mang được gì về không? Không, các con à. Ba xúc tuyết cả ngày mà chỉ được trả một chiếc chăn đã cũ thôi. Chán thật. Tuy không có gì ăn, nhưng đổi lại các con sẽ có thêm một chiếc chăn ấm cho mùa đông năm nay. Nhưng mà con đói. Ba, ba mệt rồi. Ba uống cốc nước cho ấm người, rồi ăn bánh với tụi con nhé. Cảm ơn con. Con gái ngoan lắm. Dạ, ấm bụng quá. Ba vất vả quá, mẹ lại ốm, không làm được việc gì nặng. Mình phải đi tìm việc gì đó để làm, để giúp đỡ ba mới được. Các bác ơi, các bác có cần thêm người làm không? Cháu đang tìm việc ạ. Gầy yếu bé tẹo thế thì làm được gì chứ? Các bác ơi, các bác có cần thuê người hái táo không ạ? Không, chúng ta cần một người đàn ông khỏe mạnh cơ. Đi cả một ngày mà chẳng tìm được công việc nào cả. Thử vào rừng xem có bẻ được ít măng nào không. Cô bé, cháu có thể giúp chúng ta được không? Cô bé ơi, kéo chúng tôi ra với, kẻo chúng tôi cháy mất. Ôi, những chiếc bánh mì biết nói ư, thật kỳ lạ. Mau lên nào cô bé, chúng tôi sắp cháy rồi. Dạ vâng, cháu sẽ làm ngay đây. Cảm ơn cô bé tốt bụng. Không có gì ạ. Tạm biệt mọi người. Cô bé ơi, làm ơn hãy giúp ta vắt sữa ra có được không? Sữa làm ta căng tức quá. Dạ được chứ ạ. Cháu rất sẵn lòng. Cảm ơn cô bé. Cháu thật tốt bụng. Không có gì ạ. Thôi, cháu đi đây ạ. Cô bé ơi, hãy giúp ta. Giúp ta hái những trái táo xuống với. Táo của ta đã chín sai trĩu quả cả rồi.
ta sắp không đỡ nổi nữa. Ôi, tất nhiên rồi ạ. Cảm ơn cô gái tốt bụng. Dạ không có gì ạ. Thôi, cháu phải đi đây. Bà ơi, bà có cần thuê người làm không ạ? Cháu hứa sẽ chăm chỉ. Chỉ cần bà trả công cho cháu mỗi ngày 5 xu thôi cũng được ạ. Được, hãy ở lại dọn dẹp nhà cho ta. Cuối tháng ta sẽ trả công. Nhưng hãy nhớ điều này. Đừng bao giờ nhìn lên ông Khói, nhớ chưa? Dạ, cháu nhớ rồi ạ. 2 tháng sau. Rửa bát nhanh lên, rồi còn đánh giày cho ta. Dạ vâng ạ. Chậm chạp quá đi mất. Bà ơi, bà cho cháu xin tiền công. Cháu làm thuê cho bà đã được 2 tháng rồi. Làm thì vừa yếu vừa chậm, mà cũng dám đòi tiền. Cố gắng làm chăm chỉ và nhanh nhẹn hơn nữa, thì tháng sau ta sẽ trả tiền công cho. Không thì còn lâu. Nhưng mà bà ơi, cháu cần tiền để... Khóc lóc cái gì? Làm nhanh tay lên còn đi giặt quần áo cho ta. Dạ. Nhớ lời ta dặn đó, dọn dẹp nhà và bếp thật sạch sẽ đi. Chiều ta sẽ về. Đã 2 tháng rồi mà bà ấy chẳng chịu trả cho mình một đồng nào cả. Mình biết lấy gì mang về cho mẹ chữa bệnh đây? Có gì trong ấy mà bà ấy cấm mình không được nhìn chứ? Mình thử nhìn một tí thôi, chắc không sao đâu. Ôi, nhiều tiền vàng quá! Mình lấy đủ số tiền công của mình mang về cho ba mẹ ngay mới được, trước khi bà phù thủy về và phát hiện ra. Trời, con nhỏ đó dám mang tiền của ta bỏ chạy ư? Này bò, mày có thấy một con bé gầy gầy chạy qua đây hay không? Nó đâu rồi? Nó không thể chạy nhanh thế được. Mau chạy đi cô bé, ta sẽ cố gắng giữ chân bà ta lâu nhất có thể. Ui, thả ta ra, trả tiền cho ta ngay. Ui da, nóng quá, thả ta ra. Sự tích hoa tuyết. Con gái của ta đã lớn thật rồi, trông con thật là xinh xắn. Vì con giống mẹ mà. Con đi ra đây, cha mẹ có chuyện quan trọng muốn bàn với con. Con đã trưởng thành, đã đến tuổi lấy chồng rồi. Con đã chọn được ai chưa, con gái yêu của ta? Thưa cha, con chỉ ở trong lâu đài, không ra bên ngoài thì sao gặp được ai chứ ạ? Ừ nhỉ, nhất định phải chọn cho con gái một chàng rể thật tài giỏi, lại vừa khôi ngô, tuấn tú. Đúng rồi, ông có nhớ thần gió có 2 người con trai chưa vợ không? Tôi nghĩ chúng ta có thể gả con gái cho một trong 2 người đó. Thần gió nam thì ấm áp, nhẹ nhàng mà lại tình cảm. Còn thần gió bắc thì mạnh mẽ, chắc chắn có thể bảo vệ con gái bé nhỏ của ta. Bà nói đúng, tôi ưng thần gió bắc hơn. Con gái chúng ta mỏng manh thế này, nhất định phải có một người chồng thật mạnh mẽ và dũng cảm để bảo vệ. Để tôi nhắn gió bảo cậu ấy đến đây ra mắt nhé. Kính chào quốc vương và hoàng hậu của Vương quốc Tuyết. Hôm nay, chúng tôi đến để ra mắt 2 vị và gặp gỡ nàng công chúa Tuyết xinh đẹp, người vợ tương lai của tôi. Chào nàng, rất hân hạnh được làm quen với nàng. Ta là thần gió phương Bắc. Ôi, nóng quá, nóng quá. Thưa phụ thân, con không thể yêu chàng được rồi. Để gấp vui cho ngày hôm nay, em trai ta, thần gió nam sẽ lên thổi một bài từ chiếc sáo của em cho mọi người thưởng thức. Chàng ta thật là một người khôi ngô, tuấn tú. Đây mới là tình yêu đích thực của ta. Con gái ta đã phải lòng thần gió nam ư? Thế này thì không hay rồi. Ta đã nhắn gả con gái cho thần gió bắc rồi mà. Thưa hoàng tử của ta,
Có vẻ như em trai ngài và công chúa Tuyết đã có tình ý với nhau. Họ nhìn nhau thật say đắm. Ngài phải cẩn thận. Gió Nam, cậu đang làm gì vậy? Cất ngay cây sáo đi, nếu không ta sẽ đập nát nó. Con gái yêu, con phải biết kìm nén cảm xúc của mình, đừng để chuyện không hay xảy ra. Để ta thổi sáo cho nàng nhảy. Gió Nam, cậu lui xuống ngay. Nàng nhảy đi, nhảy đi. Người giỏi lắm, Gió Nam. Ta sẽ phá hủy hết vườn táo, vườn hồng của ngươi. Từ nay ngươi chỉ có thể bước đi trên những cành cây khô và rơi những giọt lệ đắng cay mà thôi. Ôi, con gái ta. Anh hãy buông tha cho nàng. Nàng không hề yêu anh. Anh không thể cưỡng ép nàng phải lấy mình được. Nàng đã được hứa gả cho ta. Chính ngươi là thứ em hư đốn, dám quyến rũ nàng. Hãy trả nàng lại cho ta. Nếu không, ta sẽ phá hủy cả khu vườn này của ngươi. Đừng. Ta sẽ đem nàng về giấu trong nhà, tận dưới hầm sâu tối tăm, để nàng không bao giờ gặp lại nó nữa. Nàng nằm tạm ở đây, chờ ta đánh thắng người anh độc ác kia, rồi sẽ đưa nàng về chữa trị vết thương này nhé. Không kịp rồi, xin chàng hãy ôm lấy em trước khi đi, và em sẽ đợi chàng cho dù suốt cả cuộc đời. Người giấu nàng đâu rồi? Nàng đã tan thành những giọt sương thấm vào đất rồi. Tất cả cũng tại anh. Ta không tin. Nếu như nàng đã trốn xuống đất, ta sẽ tạo ra một lớp băng để nàng mãi mãi không thể thoát ra được. Anh thật độc ác. Nếu đã thế, từ giờ ta sẽ chỉ đến những nơi có băng để được mãi ở gần bên nàng. Và người đời cứ mỗi khi nhìn thấy một bông hoa trắng nhỏ xíu, không hiểu sao lại mừng rơn và kể cho nhau nghe như kể về một sự kiện gì trọng đại lắm. Thấy không? Trong vườn, hoa tuyết đã nở. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!